xin dâng Cha tạo ra muôn loài trái tim, chân thành ghi ơn Ngài. Ơn Ngài không bao giờ nhạt phai, dù tháng năm đổi thay. Hãy cùng chúng tôi hát bài hát này với tất cả tấm lòng biết ơn của chúng ta. Xin dâng Cha tạo ra muôn loài trái tim, chân thành ghi ơn Ngài. Ơn Ngài không bao giờ nhạt phai, dù tháng năm đổi thay. Hân hoan ca ngợi Vua trên trời đã ban Giê-xu cho muôn người, muôn người ăn năn về cùng Cha. Giê-xu cho một người ăn năn về cùng Cha đôi lối xưa, đưa tha Chúa khiến những kẻ yêu mạnh lên trong Chúa, những kẻ khó được giàu ơn Chúa. Giê-xu yêu thương ngày đêm diệu qua sương mưa chinh chỗ, những kẻ khốn cùng được nương nhau, những kẻ vỡ lòng sâu trong tay Giê-xu bình an chẳng vương lo âu. Cha ơi, Chúa khiến những kẻ yêu mạnh lên trong
thương ngày đêm diêu qua sương mưa chinh chô những kẻ khôn cùng được nương nao những kẻ vỡ lòng được yêu dấu trong tay Giêsu bình an chẳng vương lo âu cha ơi những ơn Chúa ban chúng con ghi sâu. Amen. Cảm ơn Chúa. Thật vậy Chúa ơi, chúng con xin khắc ghi tất cả những ơn lành lớn lao mà Ngài đã ban cho cuộc đời của chúng con. Chúng con yêu mến Ngài, chúng con kính sợ Ngài, chúng con khao khát được tiếp tục bước đi trong đường lối công chính của Ngài. Chúng con muốn tiếp tục được chiêm ngưỡng vinh quang Ngài trong cuộc đời của chúng con. Ngài quá đỗi tuyệt vời cho chúng con, và chúng con không bao giờ muốn xa cách Ngài dù chỉ một giây phút nào. Chúa quý hơn tất cả mọi điều, vàng có nghĩa gì, thế giới kia là chi. Chúa con nguyện yêu cha hết lòng, sẽ không bao giờ để mất Ngài, sẽ không bao giờ xa rời Ngài. Chúa quý hơn tất cả mọi điều, Chúa quý hơn tất cả mọi điều, vàng có nghĩa gì, thế giới kia là chi. Chúa con nguyện yêu cha hết lòng, sẽ không bao giờ để mất Ngài, sẽ không bao giờ xa rời Ngài. Tình yêu cha quá lớn, lớn lao hơn cả thiên đàng, lòng thương xót của Chúa thắm sâu hơn biển hồ. Chúa quý hơn tất cả mọi điều, Chúa quý hơn tất cả mọi điều, vàng có nghĩa gì, thế giới kia là chi. Chúa con nguyện yêu cha hết lòng, sẽ không bao giờ để mất Ngài, sẽ không bao giờ xa rời Ngài. Tình yêu cha quá lớn, lớn lao hơn cả thiên đàng, lòng thương xót của Chúa thắm sâu hơn biển hồ. Và ân điển quý giá vậy Chúa ơi, Ngài quý hơn tất cả mọi điều ở trong cuộc đời của chúng con. Ngài quý hơn bạc vàng châu báu. Ngài quý hơn tất cả những địa vị gì mà người ta hứa hẹn đem đến cho cuộc đời của chúng con. Ngài quý hơn
tất cả những gì mà chúng con có thể tưởng tượng ra, hoặc là những điều chúng con đang mơ ước. Ngài là Đức Chúa Trời vĩ đại của chúng con. Ngài là Cha yêu thương của chúng con. Ngài đã vì mỗi cuộc đời bé nhỏ của chúng con mà hy sinh quá đỗi lớn lao, để giờ đây mỗi người chúng con, những con người tin cậy Ngài, được hưởng vương quốc thiên đàng. Và chúng con cũng có quyền được hưởng tất cả những điều tốt đẹp nhất mà chúng con thật sự cần ở trên cuộc đời này. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa giúp đỡ chúng con để mỗi ngày chúng con cứ tiếp tục bước đi trong tấm lòng yêu mến Chúa, trong tinh thần kính sợ Chúa, biết ơn Ngài, hết lòng thờ phượng Ngài và hết lòng phục vụ Ngài. Chúng con sẽ không bao giờ xa cách Ngài. Chúng con sẽ mãi mãi ở bên Ngài. Chúa, quý hơn tất cả mọi điều. Cha hết lòng sẽ không bao giờ để mất Ngài, sẽ không bao giờ xa rời Ngài. Chúa quý hơn tất cả mọi điều, Chúa quý hơn tất cả mọi điều. Chúa ơi, chúng con sẽ không bao giờ để mất Ngài.
sẽ không bao giờ xa rời Ngài trong cuộc đời của chúng con. Chúng con nguyện được ở bên Chúa cho đến mãi mãi. Cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. À, trước khi tôi gửi đến anh chị em những cái lời chứng rất là tuyệt vời để khích lệ đức tin của chúng ta, thì tôi muốn anh chị em lưu ý rằng hiện nay đó thì Facebook đang có những cái biểu hiện rất là tồi tệ. Chúng ta biết rằng ông chủ của Facebook thì đang đứng về những cái phe rất là xấu xa để chống lại sự công chính. Và kể từ khi mà chúng tôi cùng với anh chị em có những cái động thái đứng lên để ủng hộ Tổng thống Donald Trump cùng với ekip của ông, thì chúng tôi nhận thấy rằng có những cái sự can thiệp từ Facebook vào trong chương trình của chúng ta. Và chúng ta thấy rằng những cái gì mà nói về Tổng thống Donald Trump sau này đều bắt đầu bị ngăn trở, nó không còn được tự do giống như trước đây nữa. Và đồng thời chương trình buổi tối thứ tư của chúng ta đang bị tác động một cách rất là bất lợi cho chúng ta. Tôi đã thấy rất là rõ điều đó, và nếu anh chị em tin ý, anh chị em theo dõi trong suốt mấy tuần qua, thì anh chị em sẽ thấy là từ cái thông báo của chúng ta về chương trình học cho tới livestream là chúng ta đều bị cản trở hết. Trong suốt mấy tuần qua thì nhiều anh chị em liên tục phản ánh với chúng tôi là không có xem được chương trình này giống như trước đây nữa, bị trở ngại đủ thứ hết. Và đây là một cái điều bất lợi trước mắt chúng ta. Và tôi kêu gọi tất cả anh chị em hãy cùng với chúng tôi cầu nguyện để Chúa sẽ cung ứng cho chúng ta một cái giải pháp thật là tốt. Nếu Facebook cứ tiếp tục theo cái cách như thế này thì tôi nghĩ rằng bản thân tôi sẽ rời khỏi Facebook và tìm một cái phương tiện khác để truyền thông. Và nếu như hiện giờ không có một cái phương tiện truyền thông nào hữu hiệu thì chúng ta sẽ cầu nguyện để rồi Chúa dấy lên những cơ đốc nhân, những con người yêu mến kính sợ Chúa, những người có khả năng, có năng lực, có sự hiểu biết về truyền thông, để rồi họ có thể thiết lập những cái mạng xã hội hoặc là những cái kênh truyền thông hữu hiệu, để rồi chúng ta có thể sử dụng những kênh truyền thông đó rao truyền phúc âm của Chúa. Chúng ta tin chắc rằng Chúa sẽ chuẩn bị cho chúng ta những gì tốt nhất. Đương nhiên, chúng ta cần phải đi khắp mọi nơi để rao truyền phúc âm của Chúa, chứ không phải là chúng ta chỉ ngồi đó mà sử dụng truyền thông. Nhưng mà truyền thông là một công cụ rất là hữu hiệu cho chúng ta, để rồi chúng ta có thể tiếp cận với nhiều người hơn ở trên thế giới này trong một thời gian ngắn hơn. Và đây là cách mà Chúa đã sử dụng. Và trong những năm tháng vừa qua thì chúng tôi đã sử dụng truyền thông một cách rất là hiệu quả. Và thông qua chương trình của chúng tôi thì đã có rất là nhiều người tiếp nhận Chúa, rất là nhiều người được giải phóng khỏi quyền lực của ma quỷ, rất là nhiều người được chữa lành và rất là nhiều người được biến đổi đời sống. Chính các anh chị em ở đây đa số là những bằng chứng sống về những gì tôi vừa mới nói. Và tôi mong anh chị em sẽ cùng với chúng tôi bước vào trong cái trận chiến thuộc linh này. Và chúng ta công bố trong danh Chúa Jesus Christ rằng chúng ta sẽ chiếm cho bằng được ngọn núi truyền thông, là một trong 7 ngọn núi chiến lược. Ma quỷ nó cũng biết điều đó, cho nên anh chị em thấy nó luôn luôn cố để chiếm giữ ngọn núi truyền thông, để làm những cái điều xấu. Và chúng ta sẽ không để cho ma quỷ tự do thao túng, chúng ta sẽ không để cho ma quỷ nghiễm nhiên chiếm giữ ngọn núi truyền thông. Nhưng mà cơ đốc nhân của chúng ta sẽ dương cao ngọn cờ của Đấng Christ, và chúng ta sẽ tiến lên đánh chiếm ngọn núi truyền thông. Và chúng ta phải nắm cho bằng được truyền thông. Và chúng ta công bố trong danh Chúa Jesus Christ rằng kẻ nào cố tình cản trở chúng ta về công việc truyền thông thì Đức Chúa Trời sẽ đánh kẻ đó bằng cách của Ngài.
những kẻ đó phải bị hạ bệ. Amen anh chị em. Alleluia. Chúng ta không sợ. Và trong bối cảnh chúng ta đang bị chèn ép, đang bị cản trở, thì anh chị em có thể cộng tác với chúng tôi để có thể vô hiệu hóa những sự cản trở của những kẻ xấu. Đó là anh chị em hãy tích cực share chương trình của chúng ta ra. Anh chị em share thật là nhiều vào. Và anh chị em có thể copy link và anh chị em gửi link đó cho những người mà mình muốn họ tiếp cận với chương trình của chúng ta. Đó là cách để mà chúng ta có thể vô hiệu hóa những cái sự cản trở của kẻ thù. Và anh chị em chịu khó một chút xíu, bởi vì bây giờ Facebook đang cản trở, cho nên nếu như ngày xưa Facebook sẽ gửi những thông báo hay là để cho chương trình của chúng tôi sẽ hiện ra một cách dễ dàng trước mắt mọi người, thì ngày hôm nay nó không còn được như vậy nữa. Và nhiều người trong anh chị em á, cần phải chủ động để vào trong Facebook của chúng tôi. Cho nên mỗi 8 giờ tối thứ tư thì anh chị em đừng chờ thông báo nữa, bởi vì tôi biết có nhiều anh chị em sẽ không nhận được thông báo và nhiều anh chị em sẽ không thấy cái chương trình của chúng ta hiện lên trên bản tin của mình. Đó chính là sự ngăn chặn của Facebook. Và anh chị em cứ vào thẳng Facebook Phạm Thiên Ân của chúng tôi. Anh chị em gõ trong cái mục tìm kiếm Facebook đó, anh chị em gõ Phạm Thiên Ân và vào thẳng ở trên timeline của chúng tôi, vào thẳng dòng thời gian của chúng tôi và sẽ thấy chương trình. Đó là cách để chúng ta không bị ngăn chặn. Và những cái bài viết, tất cả những gì mà chúng tôi cung cấp ở trên Facebook của chúng tôi đều nhằm mục đích đem lại ích lợi cho cộng đồng. Vậy thì nếu anh chị em nào nhận thấy rằng Facebook của chúng tôi cực kỳ ích lợi cho anh chị em, cho gia đình anh chị em và cho cộng đồng, thì anh chị em cũng không cần phải chờ những cái thông báo nữa. Hoặc là nếu anh chị em không thấy tự nhiên hiện lên ở trên bản tin, thì anh chị em cứ chủ động vào tìm ở trong Facebook Phạm Thiên Ân của chúng tôi, thì sẽ luôn có rất là nhiều điều ích lợi cho bản thân anh chị em, cho gia đình của anh chị em và cho cộng đồng. Những cái động thái đó sẽ giúp ích cho công việc truyền thông của chúng ta, và nó sẽ phá được cái sự ngăn chặn của những kẻ xấu. Hiện giờ thì tôi biết rằng có nhiều thế lực đang cố ngăn chặn, bởi vì họ không muốn chương trình của chúng ta được quảng bá một cách rộng rãi, bởi vì đứng đằng sau những kẻ đó là Satan. Chúng ta công bố trong danh Chúa Jesus Christ rằng mọi quyền lực ngăn trở của Satan phải bị phá vỡ hoàn toàn, và phúc âm của Chúa sẽ được rao truyền khắp mọi nơi trên đất. Hallelujah. Trước khi tôi gửi đến cho anh chị em những lời chứng từ những gì mà các anh chị em trong chương trình đã gửi cho tôi, đã liên lạc với tôi, thì tôi có một lời chứng rất là quan trọng. Đó là lời chứng về kết quả cầu nguyện của chúng ta cho Tổng thống Donald Trump và cho ekip của ông. Nếu anh chị em siêng năng theo dõi thông tin thì anh chị em sẽ thấy là gió đang bắt đầu đổi chiều một cách rất là mạnh mẽ, rất là ngoạn mục. Thật là tuyệt vời. Anh chị em thấy rằng những cái tin tức tốt lành đang liên tục đến với chúng ta, bất kể những cái sự bưng bít của truyền thông cánh tả, bất kể những sự bóp méo của truyền thông cánh tả là những kẻ đã bị những kẻ xấu xa bị ổi mua chuộc. Chúng ta thấy rằng vẫn có những cái kênh truyền thông, dù đó là những kênh truyền thông mà nó không có quy mô bằng, nó không có lớn bằng, nhưng mà Đức Chúa Trời đã sử dụng những kênh truyền thông đó để đem đến cho chúng ta những sự thật. Và tôi theo dõi và rồi tôi thấy rằng kể cả một số kênh truyền thông cánh tả bây giờ thì cũng đang bắt đầu có một sự thay đổi, và họ bắt đầu đưa một số thông tin mà nó có dính dáng đến sự thật. Thật là tuyệt vời. Cảm ơn Chúa. Và chúng ta biết rằng Satan đang run sợ, và bè lũ xấu xa bị ổi của nó đang run sợ. Những kẻ tay sai của nó, những con người tội lỗi, những kẻ bị lợi dụng đang run sợ. Và chúng ta tin chắc rằng Tổng thống Donald Trump cùng với đội ngũ của ông sẽ chiến thắng. Chúng ta thấy rằng một cái con người mà thuận lòng trời và lại thuận lòng dân nữa thì sẽ rất là dễ dàng chiến thắng. Đúng không anh chị em? Cuối cùng sẽ chiến thắng mặc dù có vô vàn những khó khăn.
Nhưng mà phải nói rằng chúng ta thật là tôn trọng người của Đức Chúa Trời, bởi vì ông thật là kiên cường. Ông đã đem đến cho chúng ta một tấm gương thật là tuyệt vời về một tinh thần kiên cường, bất khuất, không chịu đầu hàng trước cái xấu, không chịu đầu hàng trước cái ác. Một ông già 70 mấy tuổi, nhưng mà để lại cho tất cả chúng ta, đặc biệt là những người trẻ, một tấm gương quá đỗi tuyệt vời. Và tôi ước ao rằng những người trẻ hãy noi theo gương của ông già này. Người ta gọi Tổng thống Trump là ông già gân. Nói vui là ông già gân. Đúng vậy, một ông già rất là gân, thật là tuyệt vời. Và có nhiều người nghĩ rằng chúng ta cuồng Trump, người ta dùng cái từ là cuồng Trump. Chúng ta không có cuồng Trump. Chúng ta tin ở Đức Chúa Trời, và chúng ta muốn ủng hộ những công việc của Đức Chúa Trời. Cho nên hễ ai làm công việc của Đức Chúa Trời, ai là người chiến đấu cho vương quốc của Đức Chúa Trời, ai là người chiến đấu cho sự công chính, thì chúng ta sẽ đứng với người đó, bởi vì đó là đồng minh của chúng ta. Amen không anh chị em? Là đồng minh của chúng ta. Khi anh chị em làm một việc đúng, việc tốt, mà có những người đứng lên ủng hộ anh chị em, cùng với anh chị em làm công việc đó, anh chị em có vui không? Anh chị em rất là vui. Và nếu như anh chị em làm việc đúng, việc tốt mà không ai ủng hộ anh chị em, người ta hiểu lầm anh chị em, thậm chí người ta chống đối anh chị em, thì anh chị em buồn lắm phải không? Và anh chị em rất là cô đơn đúng không? Nếu cái công việc mà anh chị em đang làm đúng là đến từ Chúa, thì cuối cùng Chúa cũng sẽ giúp cho anh chị em chiến thắng thôi. Tuy nhiên, trong cái giai đoạn đó, nếu như có những người có ý thức đúng đắn và đứng lên ủng hộ anh chị em kịp thời, thì anh chị em sẽ vui hơn rất là nhiều, và sự chiến thắng sẽ đến mau chóng hơn rất là nhiều. Đừng có nghe theo những cái con người hèn nhát, những cái người mà tối ngày cứ ngồi đó và họ lợi dụng cái câu nói ý Chúa được nên, mà họ không hiểu hết cái dụng ý của câu nói đó trong Kinh Thánh. Họ không hiểu được cái bối cảnh mà câu Kinh Thánh đó xuất phát. Và tối ngày khi mà họ thấy một cái việc gì đó họ không muốn tham gia, hoặc là họ không biết cách giải quyết, thì họ cứ ngồi đó và họ nói một cái câu rất là vô trách nhiệm, rất là hờ hững, ý Chúa được nên. Rồi tới hồi vợ con của mình bị áp bức, rồi cha mẹ của mình bị chà đạp, những người thân của mình bị chà đạp, thì ở đó mà mình nói ý Chúa được nên. Chúng ta cần phải có những cái hành động dựa theo sự dẫn dắt của Chúa. Và bất cứ cái công việc nào mà Đức Chúa Trời ủng hộ thì chúng ta ủng hộ. Amen không anh chị em? Chúng ta sẵn sàng đứng lên và làm những cái công việc mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta làm. Chúng ta sẽ không là những kẻ thụ động, những kẻ hèn nhát, những kẻ hờ hững, ngồi đó bàng quan trước thế sự. Ai sống ai chết mặc kệ, không quan tâm, cứ ở đó mà nói rằng có Đức Chúa Trời tể trị rồi, có Chúa lo rồi, đừng có lo thay cho Chúa. Nếu mà nói vậy thì cũng đừng có rao giảng lời Chúa trên bục giảng, nói vậy thì cũng đừng có đi truyền giáo, đừng có tìm cách mở hội thánh, đừng có tìm cách thuyết phục ai tin Chúa hết. Nếu mà nói vậy thì để cho Chúa làm hết đi. Có nhiều người nói mà không hiểu mình đang nói cái gì. Và tôi nói thẳng, những cái kẻ đó là những kẻ hèn nhát. Họ chẳng làm gì cả. Họ cứ chờ đợi người khác làm, và rồi họ đến họ thụ hưởng. Khi mà người ta gặp khó khăn thì họ chỉ trích, họ lên án đủ thứ hết. Mà khi mà người ta trải qua những khó khăn đó, người ta vượt qua, người ta chiến thắng rồi, người ta đạt được những thành tựu, thì những kẻ đó lại đến và muốn hưởng thụ ké. Vô lý. Và tôi mong rằng những con người nào như vậy thì sớm thức tỉnh và ăn năn đi. Và hãy biết rằng đạo của Chúa là đạo của hành động thực tế, chứ không phải là đạo của lý thuyết suông. Ngồi đó nói những cái điều thuộc về lý thuyết chẳng giúp ích gì cho ai cả. Đức Chúa Trời muốn dấy lên một đạo quân hùng mạnh, là những con người nói được làm được, những con người sẵn sàng công bố lời của Ngài và có những hành động phù hợp với ý muốn của Ngài, là ý muốn mà họ đã công bố ra từ nơi môi miệng của họ một cách mạnh mẽ trong danh Chúa Giêsu Christ. Chúng ta tin rằng Đức Chúa Trời yêu mến sự công chính. Ngài muốn đứng về phía những người công chính. Và nếu Đức Chúa Trời muốn đứng về phía những người công chính, thì chúng ta sẽ không để cho những người công chính phải lẻ loi, phải cô đơn. Chúng ta sẽ đứng lên. Chúng ta sẽ không để cho những người lãnh đạo công chính chiến đấu ở trong cô đơn. Nhưng mà chúng ta sẽ đứng với họ. Chúng ta sẽ đóng góp tất cả những gì có thể để những người lãnh đạo công chính đó sẽ chiến thắng một cách giòn giả, chiến thắng một cách vẻ vang. Và qua đó thì toàn cộng đồng sẽ được hưởng ích lợi.
những kẻ xấu sẽ bị tiêu diệt và những người tốt sẽ được dịp vui mừng. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Tôi mong rằng anh chị em tiếp tục cầu nguyện, tiếp tục chiến đấu cho Tổng thống Donald Trump và cho ekip của ông ta. Chúng ta không phải ngưỡng mộ ông ta vì ông ta là Tổng thống. Chúng ta không chiến đấu cho ông ta vì ông ta là Tổng thống. Nhưng chúng ta ngưỡng mộ Tổng thống Donald Trump bởi vì ông là một con người kiên cường trong đức tin, một người hùng của đức tin, xứng đáng để chúng ta noi gương. Chúng ta chiến đấu cho ông bởi vì ông đang chiến đấu cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Ông đang chiến đấu cho sự công chính, ông đang chiến đấu cho lợi ích của nhân dân, không chỉ nhân dân trong đất nước của ông, mà thậm chí là nhân dân trên toàn thế giới. Ông xứng đáng để tất cả mọi người lương thiện trên thế giới này đứng lên và cùng với ông chiến đấu. Amen chị em. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Bây giờ thì tôi sẽ gửi đến cho anh chị em hai lời chứng đến từ hai người chị em rất yêu dấu của chúng ta, là những người rất trung tín tham gia lớp học này. Lời chứng thứ nhất là của một người chị em ở quận 12. Trước kia thì người chị em của chúng ta có rất là nhiều sự tổn thương cay đắng ở trong lòng và cũng có rất là nhiều bệnh tật. Sau một thời gian trung tín tham gia chương trình của chúng ta thì chị đã liên tục kinh nghiệm sự chữa lành cả về nội tâm lẫn thân thể. Và chị bắt đầu dạng dĩ công bố lời Chúa và làm chứng về Chúa cho nhiều người. Và thông qua những lời chứng của chị thì đã có nhiều người tiếp nhận Chúa Jesus Christ làm cứu Chúa của đời sống mình. Cảm ơn Chúa vô cùng. Hallelujah. Và người chị em của chúng ta rất là sốt sắng, đã copy những bài giảng vào trong thẻ nhớ và tặng cho người khác. Chị đã bỏ tiền ra để mua thẻ nhớ, rồi sau đó thì bỏ thời gian công sức để mà có thể copy những cái bài giảng, những cái video từ chương trình của chúng ta để có thể tặng cho người khác. Và thông qua thẻ nhớ đó thì người khác được gây dựng đức tin và cũng trở nên mạnh mẽ. Cảm ơn Chúa thật là nhiều. Hallelujah. Và anh chị em biết không, thời gian qua không chỉ có người chị em này đâu, mà chúng tôi đã nhận được rất nhiều lời chứng tương tự như vậy. Những người mà trước đây mang trong lòng nhiều tổn thương cay đắng, cảm thấy nghi ngờ cuộc sống này, cảm thấy rất là chán nản, rất là tiêu cực. Nhưng sau khi họ tham dự chương trình của chúng ta một thời gian, thì có những sự biến đổi rất là sâu sắc ở trong đời sống của họ. Một sự biến đổi bắt đầu từ trong tâm trí của họ. Rồi từ đó mà môi miệng của họ được biến đổi. Họ không còn nói những lời tiêu cực nữa. Thay vào đó là họ công bố những lời tích cực. Họ công bố lời của Chúa. Họ công bố những lời của đức tin. Và thông qua những sự công bố đó mà họ kinh nghiệm sự chữa lành siêu nhiên cho thân thể của họ hết lần này tới lần khác. Và rồi họ sốt sắng ra đi để có thể làm chứng về Chúa cho nhiều người. Và họ đã làm chứng một cách kết quả. Thật là tuyệt vời. Trước đây đời sống của họ nghẹt ngòi. Bây giờ đời sống của họ không còn nghẹt ngòi nữa. Mà họ lại còn có thể đem sự cứu rỗi của Chúa đến cho nhiều người khác. Và có những anh chị em không chỉ đem sự cứu rỗi mà còn có thể đem sự chữa lành siêu nhiên của Chúa đến cho nhiều người khác. Bởi vì bây giờ họ đã biết cách công bố sự chữa lành trong danh Chúa Jesus Christ. Họ đã biết cách công bố đuổi quỷ. Họ đã biết cách để công bố những lời của đức tin. Và rồi phép lạ xảy ra. Đơn giản thôi. Vì lời Chúa đã nói rất là rõ ràng. Những người tin sẽ được các dấu lạ này kèm theo. Lấy danh ta mà trừ quỷ, tức là danh Jesus Christ đó. Dùng tiếng mới mà nói, bắt rắn trong tay, nếu uống giống chi độc cũng chẳng hại gì. Hễ đặt tay trên kẻ đau thì kẻ đau sẽ lành. Lời Chúa nói và lời Chúa ứng nghiệm. Thật là tuyệt vời. Hallelujah. Cảm ơn Chúa.
Tôi rất là vui về những trường hợp này. Nếu chỉ đơn giản là một người nào đó được chữa lành bệnh tật thì cũng vui chứ không phải là không vui. Nhưng mà niềm vui đó chỉ là một niềm vui nho nhỏ. Nhưng có ai đó được biến đổi cuộc đời, trở nên mạnh mẽ, bắt đầu yêu thương tha nhân và sốt sắng, tích cực, rao truyền tin lành, làm chứng về Chúa Giêsu cho nhiều người và làm chứng một cách kết quả, đem thêm nhiều người vào trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Thì đó là một cái niềm vui rất là lớn của chúng tôi, thưa anh chị. Niềm vui rất lớn, phần thưởng rất lớn đối với chúng tôi. Chúng tôi đã nói rất là nhiều lần đó. Chúng tôi không có thèm muốn bạc vàng hay là những cái thứ vật chất ở trên đời này mà người ta hay tìm kiếm. Nhưng mà chúng tôi thật sự rất vui, rất cảm động, rất được khích lệ khi biết rằng cuộc đời anh chị em được biến đổi qua sự rao giảng lời Chúa của chúng tôi. Và anh chị em trở nên những công cụ sắc bén trong tay Chúa để cứu người một cách hiệu quả. Cảm ơn Chúa. Nguyện Chúa tiếp tục sử dụng người chị em của chúng ta cũng như là các anh chị em mà đã có những lời chứng tương tự. Xin Chúa gìn giữ đức tin của anh chị em, làm cho anh chị em càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Và ngay trong thời kỳ cuối cùng, đầy dẫy những sự cám dỗ, đầy dẫy những điều xấu xa tội lỗi này, nguyện Chúa sẽ gìn giữ anh chị em đứng vững, vững như kiềng ba chân ở trong đức tin của anh chị em. Và dù cho có ai bị lay động hay là vấp ngã, anh chị em sẽ không vấp ngã. Anh chị em sẽ được Chúa dấy lên và làm cho sáng lòe ra, để thông qua cuộc đời của anh chị em sẽ có thêm nhiều người được cứu mỗi ngày. Và đó chính là điều tuyệt vời mà chúng tôi luôn luôn mong đợi. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Người chị em tiếp theo của chúng ta là người đang sống ở Quảng Ngãi. Và đây là cái tin nhắn mà tôi nhận được. Tôi sẽ đọc nguyên văn tin nhắn này cho anh chị em nghe. Mới tuần trước thì người chị em chúng ta đã đăng ký để được công bố sự chữa lành. Và chúng ta đã công bố sự chữa lành cho một cái trường hợp mà bị liệt dây thần kinh số 7. Và đồng thời một vài cái chứng bệnh nào đó khác nữa. Và bây giờ thì tôi đã nhận được cái lời chứng của người chị em của chúng ta rất là khích lệ. Tạ ơn Chúa. Cảm ơn mục sư đã cầu nguyện cho tôi. Sáng Chủ nhật, tôi đã thấy lưng bớt đau hoàn toàn rồi. Khuôn mặt tôi cũng giảm được 80%. Thật tuyệt vời. 2 năm nay tôi cứ bám vào Chúa, không tốn một đồng tiền thuốc và bác sĩ gì hết. Mọi bệnh tật tôi được Chúa chữa lành. Cầu xin Thánh Linh đầy dẫy trên chức vụ ông. Tôi muốn nhắn lại tất cả con cái Chúa, cứ đặt hết đức tin nơi Chúa, đừng nghi ngờ. Không có việc gì khó đối với Chúa. Xin Chúa luôn đồng hành cùng mục sư và gia đình. Cảm ơn Chúa. Đây là một học viên rất là trung tín của chương trình này. Và suốt 2 năm qua, kể từ khi chị được nghe lời Chúa từ chương trình của chúng ta, thì chị đã kinh nghiệm hết sự chữa lành này đến sự chữa lành khác. Và từ một người sống phải dựa vào thuốc men và bác sĩ như bao nhiêu người khác trong xã hội, thì chị đã quyết định nương dựa nơi Chúa hoàn toàn. Mỗi lần có bệnh tật ốm đau gì thì chị nhờ chương trình của chúng ta cầu nguyện và công bố. Thật là tuyệt vời. Cảm ơn Chúa. Và tôi biết rằng người chị em của chúng ta là người rất là sốt sắng ở trong công việc của Chúa, luôn luôn quan tâm đến đại cuộc. Và có lẽ người chị em của chúng ta biết chắc rằng tôi sẽ công bố lời chứng này cho anh chị em, cho nên đã có một cái lời nhắn gửi mà tôi đọc. Giờ tôi đọc lại cho anh chị em nghe cái lời nhắn gửi đó nha. Tôi muốn nhắn lại tất cả con cái Chúa, cứ đặt hết đức tin nơi Chúa, đừng nghi ngờ, không có việc gì khó đối với Chúa. Xin Chúa luôn đồng hành cùng mục sư và gia đình. Cảm ơn Chúa. Mong rằng lời chứng của người chị em này
sẽ đem lại sự khích lệ và nâng đỡ đức tin cho tất cả anh chị em đang theo dõi chương trình này. Người phụ nữ này bị đau lưng thì Chúa đã chữa lành hoàn toàn rồi. Chị đã dùng cái cụm từ là bớt đau hoàn toàn. Cái chữ mới đầu tôi đọc bớt thì tôi tưởng là chỉ là mới bớt bớt thôi. Nhưng mà tôi mới hiểu rằng có những cái vùng mà khi người ta nói rằng bớt đau hoàn toàn thì có nghĩa là đã được chữa lành hoàn toàn. Và đối với cái gương mặt thì chị được chữa lành 80%. Bởi vì tuần trước chị đã bị tổn thương dây thần kinh số 7. Và cái mặt của chị nó đã bị méo sệt đi. Rất là khó khăn. Và cảm ơn Chúa. Sau khi chị nghe những lời công bố đó và chị đã tiếp nhận trong đức tin, thì cho đến hôm nay gương mặt của chị đã được chữa lành 80% rồi. Như vậy thì buổi tối hôm nay, lát nữa tôi sẽ công bố tiếp tục về cái trường hợp bị tổn thương dây thần kinh số 7. Và tôi tin rằng người chị em của chúng ta đang có mặt ở trong chương trình tối nay, hãy đặt tay lên gương mặt của mình và hãy tin rằng Chúa sẽ chữa lành 20% còn lại, và mặt của chị sẽ được cân chỉnh hoàn toàn. Khi nói đến vấn đề dây thần kinh số 7 này, thì tôi có một số cái kỷ niệm rất là đáng nhớ. Có một lần thì một nữ thanh niên ở một hội thánh đã gọi điện thoại cho tôi, và trong tình trạng bị liệt dây thần kinh số 7, mặt méo sệt. Ban đầu thì em không tin chắc lắm vào cái sự chữa lành siêu nhiên ngay tại chỗ. Nhưng sau khi nói chuyện với tôi thì em bắt đầu có một đức tin xác quyết, và tôi công bố sự chữa lành qua điện thoại. Và cảm ơn Chúa là ngay sau đó em đã được chữa lành hoàn toàn và làm chứng lại về điều đó. Rồi một lần khác là một người thân ở trong dòng họ, trong gia đình của chúng tôi, là cũng bị liệt dây thần kinh số 7. Gương mặt bị méo, mắt không có mở to một cách tự do được, miệng cũng không thể nào điều khiển theo ý muốn của mình được, mà hàm nó bị cứng lại và trông rất là thảm hại. Và cảm ơn Chúa là khi chúng tôi công bố lời Chúa, làm cho đức tin của người phụ nữ này được khuấy động lên, và rồi người thân của chúng tôi đã sẵn sàng để công bố những lời của đức tin và sẵn sàng cùng với chúng tôi để công bố tiếp nhận sự chữa lành siêu nhiên của Chúa. Và ngay khi chúng tôi đặt tay công bố sự chữa lành đó thì Chúa bắt đầu làm phép lạ, biến đổi gương mặt đó. Và khi chúng tôi kết thúc lời công bố đó thì cái gương mặt đó cũng dần biến đổi và trở nên bình thường. Và buổi chiều hôm đó thì người thân của chúng tôi đã không cần phải đi gặp bác sĩ nữa. Và cảm ơn Chúa. Chúa của chúng ta rất là tuyệt vời, anh chị em ơi. Hãy tin cậy nơi Ngài hoàn toàn thì chúng ta sẽ thấy những phép lạ lớn lao ở trong chính cuộc đời của mình. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho các nhóm đối tượng khác nhau có những lời cầu nguyện và công bố phù hợp với tình trạng của mình. Nhóm đối tượng thứ nhất là những bệnh nhân chưa phải là con cái Chúa, có nghĩa là chưa tiếp nhận Chúa Jesus Christ làm cứu Chúa của đời sống mình. Quý vị đến từ các tôn giáo khác nhau, hoặc quý vị là người vô thần. Và buổi tối hôm nay, quý vị đang cần sự chữa lành. Đó là một cái nhu cầu chính đáng. Nhưng tôi phải thẳng thắn nói với quý vị như thế này. Nếu như quý vị đến với Chúa Giê-xu, nhưng mà quý vị lại không sẵn sàng để bày tỏ đức tin nơi Ngài, quý vị không sẵn sàng để bước vào mối quan hệ với Ngài, thì quý vị sẽ không thể nào có cơ hội nhận được sự chữa lành thỏa đáng như là quý vị mong ước. Bởi vì sao? Bởi vì nếu quý vị không thuộc về Chúa Giê-xu thì quý vị sẽ không nhận được sự bảo vệ của Ngài. Và khi quý vị trở về nhà của mình, trở về môi trường của mình, thì cho dù quý vị có được chữa lành trước đó đi chăng nữa, thì quý vị sẽ nhanh chóng đánh mất sự chữa lành, bởi vì quý vị không được sự bảo vệ. Và những cái nguyên nhân dẫn đến bệnh tật, nó nằm ngay trong cái nhà của quý vị, nó nằm ngay trong cái cuộc sống cũ kỹ của quý vị.
nó nằm ngay trong cái môi trường của quý vị. Và nếu quý vị không bước vào mối quan hệ với Chúa Giêsu để được biến đổi cuộc đời, để thay đổi tất cả những gì không tốt đẹp, thì không giải quyết được nguyên nhân. Mà không giải quyết được nguyên nhân thì bệnh tật nó trở lại là chuyện đương nhiên. Cho nên tôi muốn tất cả quý vị hiểu thế này nè, nhận được sự chữa lành là một chuyện, nhưng mà giữ được sự chữa lành hay không đó lại là một chuyện khác. Cho nên nếu một người muốn nhận được sự chữa lành và giữ được sự chữa lành đó, thì cái điều kiện đầu tiên mà người đó cần phải đáp ứng đó là người đó phải ở trong mối quan hệ với Chúa Giêsu, để rồi Chúa luôn có thể tác động, luôn có thể can thiệp, luôn có thể bảo vệ chính quý vị. Và từ đó những quyền lực của ma quỷ nó không thể tự do làm những cái điều xấu xa, tồi tệ ở trên đời sống và thân thể của quý vị được. Cho nên nếu như quý vị nào nghe tôi nói từ hồi nãy tới giờ mà thấy rằng những điều tôi nói là những điều hợp lý và quý vị đã sẵn sàng, thì hãy lặp lại theo sự hướng dẫn của tôi lời cầu nguyện này. Đây là lời cầu nguyện để thể hiện đức tin của mình nơi Chúa và bước vào trong mối quan hệ với Chúa. Rồi, bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho tất cả quý vị là những người chưa tiếp nhận Chúa Giêsu để có thể dâng lên Chúa một lời cầu nguyện bởi đức tin. Và khi quý vị công bố lời cầu nguyện này từ nơi môi miệng mình và công bố với tất cả lòng chân thành, với đức tin thật, thì quý vị sẽ được tiếp nhận làm con cái chính thức của Chúa. Và cái điều tuyệt vời nhất khi chúng ta làm con cái của Chúa đó là chúng ta nhận được sự cứu rỗi tâm linh. Đây mới là điều tuyệt vời nhất, chứ không phải là sự chữa lành thân thể. Bởi vì nếu chúng ta được chữa lành thân thể, chúng ta sống rất khỏe mạnh, nhưng mà chúng ta lại mất đi cái tâm linh của mình. Có nghĩa là cái tâm linh chúng ta bị hư mất. Có nghĩa là khi chúng ta phải đi đến cái hồi chung kết, thì chúng ta không được bước vào nơi thiên đàng, là nơi có sự hiện diện của Chúa, mà chúng ta lại phải bị ném vào trong hỏa ngục đời đời. Đó là một điều rất là tồi tệ. Cho nên khi một người thật sự tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa của đời sống mình, thì cái điều tuyệt vời đầu tiên người đó nhận được đó chính là sự cứu rỗi tâm linh. Và sau đó người đó sẽ có cơ hội để nhận được sự giải phóng cho tâm hồn của mình, bao gồm lý trí, ý chí và tình cảm, và tiếp tục nhận được sự chữa lành siêu nhiên cũng như là những ơn phước khác nhau trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh nói rằng người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Người ấy sẽ lấy chi mà đổi linh hồn mình lại? Cho nên điều quan trọng nhất là chúng ta cần phải được cứu rỗi linh hồn, hay chính xác hơn là được cứu rỗi tâm linh. Và nếu như quý vị đã sẵn sàng thì chúng ta bắt đầu. Hãy lặp lại từng câu một cách rõ ràng. Chúa Giêsu ơi, con là một tội nhân cần được tha thứ. Con tin rằng Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng, đã đến thế gian chết thay cho con trên thập tự giá, đổ huyết ra để chuộc tội cho con. Và Ngài đã sống lại, cầm quyền trên sự sống và sự chết. Ngay bây giờ, con tuyên xưng đức tin của mình nơi Chúa Giêsu và tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa và chủ của cuộc đời con mãi mãi. Amen. Nếu quý vị nào đã thật sự lặp lại lời cầu nguyện vừa rồi bằng tất cả trái tim của mình, thì tôi xin chúc mừng quý vị. Và từ nay, tôi sẽ gọi quý vị là anh chị em. Xin chào mừng anh chị em gia nhập vào đại gia đình của Chúa Giêsu. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Nhóm đối tượng thứ hai mà tôi sẽ hướng dẫn đó là những người mang trong lòng
sự cay đắng, giận dữ, căm ghét, thù hận. Và một lần nữa, tôi nhắc anh chị em, nếu anh chị em mang trong lòng những thứ này, thì anh chị em không thể nào sống một đời sống tự do được. Anh chị em sẽ giống như là những tù nhân. Và bệnh tật ốm đau là điều chắc chắn sẽ đến. Và khi nó đã đến rồi, thì nó sẽ rất là khó rời khỏi. Anh chị em sẽ rất khó lòng được chữa lành nếu như mang trong lòng sự cay đắng, giận dữ, căm ghét, thù hận. Khi một người có những cái thứ này ở trong lòng của mình, thì chẳng khác nào người đó đang tự trói buộc cuộc đời của mình. Cho nên khi chúng ta khước từ những điều này, khi chúng ta tha thứ cho người khác, đó là cách mà chúng ta tự buông tha cuộc đời của mình. Và nếu như một người không sẵn lòng để buông tha cho chính cuộc đời của mình, thì tôi nói thẳng một câu, người đó là người hết xài. Vậy thì đừng mong được chữa lành gì cả. Chúa không giúp gì được, và chúng tôi cũng chẳng giúp gì được, và sẽ chẳng có ai giúp gì được. Chỉ có chúng ta giúp được cho chúng ta thôi. Chúng ta cần phải khước từ tất cả những điều tồi tệ đó và sẵn lòng tha thứ. Đó là cách mà chúng ta giúp được cho chính bản thân của mình. Khi chúng ta sẵn sàng khước từ những điều này và tha thứ cho người khác, thì lúc đó Chúa sẵn lòng để ban quyền năng chữa lành cho chúng ta, ban quyền năng giải phóng cho chúng ta. Và lúc đó chúng ta sẽ thật sự được tự do, được khỏe mạnh. Tôi nhắc đi nhắc lại điều này không biết bao nhiêu lần, và không có chương trình nào mà tôi không nhắc lại. Và điều này là điều cực kỳ quan trọng. Hầu hết những người bệnh ở trong mọi thời đại là những con người mà có liên quan ít nhiều đến những cái sự giận dữ, cay đắng, căm ghét, thù hận. Khi chúng ta thật sự giải quyết được những điều này rồi, thì chúng ta sẽ có cơ hội để chữa lành một cách dễ dàng, và có cơ hội để sống một đời sống khỏe mạnh. Nếu như anh chị em đã sẵn sàng, thì hãy lặp lại theo sự hướng dẫn của tôi từng lời một, và hãy nói một cách mạnh mẽ, dứt khoát, nói một cách uy quyền. Bởi vì đây là lời công bố với những cái điều tồi tệ đó, với những quyền lực của sự tối tăm. Hãy nói như nói với kẻ thù của linh hồn mình, để trục xuất nó đi, để những điều tốt đẹp sẽ đến với chúng ta. Chúng ta bắt đầu. Nhân danh Chúa Giêsu Christ, ta khước từ linh cay đắng, linh giận dữ, linh căm ghét, linh thù hận. Ta ra lệnh cho các ngươi phải cút khỏi ta, đi xuống vực sâu ngay bây giờ. Nhân danh Chúa Giêsu Christ, ta khước từ mọi tư tưởng và cảm xúc cay đắng, giận dữ, căm ghét, thù hận và mọi đồn lũy của các ngươi ở trong ta. Ta ra lệnh cho các ngươi phải cút khỏi ta ngay lập tức. Amen. Tôi thấy một số anh chị em đang tiếp tục comment là mạng có vấn đề. Tôi mong rằng anh chị em sẽ cùng với tôi chiến đấu trong trận chiến này. Anh chị em đừng có vì thấy mạng yếu mà rời khỏi chương trình. Chúng ta hãy cho kẻ thù của chúng ta thấy sự kiên định của chúng ta, sự kiên cường của chúng ta, và chúng nó sẽ thua. Anh chị em cứ tiếp tục tham gia chương trình. Và nếu như mạng có vấn đề, thì hãy giúp tôi chiến đấu trong khi tôi đang thực hiện chương trình này nha. Và sự có mặt của anh chị em sẽ làm cho ma quỷ phải run sợ. Bởi vì ma quỷ rất sợ sự đoàn kết, sự hiệp nhất của chúng ta. Còn nếu như có cái gì trục trặc một chút xíu mà anh chị em rời khỏi, thì chúng ta đã trúng kế của chúng nó rồi. Chúng nó sẽ vỗ tay và nói là được rồi. Mỗi lần mà tao làm một sự trục trặc nào đó thì tụi bay sẽ rời khỏi hết, và tụi bay sẽ không thực hiện được chương trình. Anh chị em hiểu không? Cho nên chúng ta hãy học tấm gương của Tổng thống Donald Trump. Kiên cường chiến đấu, không mệt mỏi, dù là điều kiện có bất lợi như thế nào.
và luôn tin vào chiến thắng mà Đức Chúa Trời sẽ ban cho, bởi vì biết rằng mình đang chiến đấu cho sự công chính. Amen không anh chị em? Hallelujah! Tôi sẽ tập trung vào việc tiếp tục thực hiện chương trình này để giúp đỡ cho nhiều người, và tôi mong rằng anh chị em vừa nghe vừa giúp tôi hiệp lòng hiệp ý cầu nguyện công bố chiến đấu. Amen. Hallelujah. Và cuối cùng tôi sẽ hướng dẫn cho tất cả anh chị em một cái lời công bố khiến cho ma quỷ nó phải run sợ và tháo chạy. Và trước khi chúng ta cùng nhau công bố những lời này thì tôi muốn anh chị em hãy mở miệng ra trong đức tin và công bố sự tha thứ cho từng đối tượng cụ thể, là những con người đã từng làm anh chị em bị thiệt hại, bị tổn thương và thậm chí tổn thương rất sâu sắc, bị thiệt hại rất nặng nề. Hãy làm điều đó trong đức tin, đừng dựa vào cảm xúc của anh chị em, vì Kinh Thánh chép rằng người công chính sống bởi đức tin. Rồi, những anh chị em nào đã sẵn sàng thì hãy nói tương tự như thế này: nhân danh Chúa Giêsu Christ, con công bố tha thứ cho Nguyễn Văn A về việc này, Trần Thị B về việc nọ, Phan Văn C về việc kia. Đó, thì tôi nói như một cái mẫu đó. Anh chị em hãy dựa vào cái mẫu của tôi và thế thông tin cụ thể vào. Người nào tên gì, việc gì, thế vào. Và hãy nói với đức tin của mình. Nếu nói một lần mà lòng anh chị em vẫn chưa nguôi ngoai, vẫn thấy có cái gì đó tổn thương, cay đắng hoặc là ghét ai đó, thì anh chị em tiếp tục nói nữa, tiếp tục công bố nữa. Hãy làm trong đức tin, đừng dựa vào cảm xúc, cứ tiếp tục làm trong đức tin. Và đến một lúc nào đó anh chị em sẽ chợt nhận thấy phép lạ xảy ra. Đó là lúc mà cảm xúc của anh chị em bắt đầu thay đổi một cách rất là kỳ diệu. Anh chị em không còn cảm thấy bị tổn thương nữa, không còn cảm thấy cay đắng nữa, không còn cảm thấy căm ghét cái người này người nọ nữa, và thậm chí anh chị em có thể chúc phước cho họ nữa. Thậm chí tấm lòng của anh chị em tan vỡ ra, anh chị em khóc òa lên. Hãy để cho những cảm xúc tích cực đó được tự do thể hiện, vì Đức Chúa Trời muốn thế. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau công bố những lời khiến cho Satan phải sợ hãi. Chúng ta bắt đầu. Chúa Giêsu ơi, cảm ơn Ngài đã chết thay cho con trên thập tự giá, đổ huyết ra cho đến giọt cuối cùng vì chính cuộc đời con. Con tin và con công bố rằng nhờ dòng huyết của Ngài mà mọi quyền lực ma quỷ trong con bị bẻ gãy. Mọi sự rủa xả từng đổ xuống trên cuộc đời con bị loại bỏ. Mọi tội lỗi của con được tha. Và mọi bệnh tật trong cơ thể con được chữa lành. Amen. Cảm ơn Chúa. Và nếu anh chị em muốn công bố những lời vừa rồi qua một bài hát, thì hãy lên YouTube và gõ cái tên bài hát Con Công Bố Trong Danh Giêsu. Anh chị em hãy hát theo những dòng chữ được thể hiện ở trong một cái video đó, và có cả lời hát lẫn những lời công bố. Sẽ rất là kỳ diệu khi mà anh chị em hát theo, công bố theo trong đức tin, sẽ có những điều rất là bất ngờ, rất là tuyệt vời xảy ra cho anh chị em. Đã có rất nhiều người kinh nghiệm và làm chứng với chúng tôi. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Hãy gõ tựa đề bài hát Con Công Bố Trong Danh Giêsu. Cảm ơn Chúa. Nhân danh Chúa Giêsu Christ, ta trói buộc linh bệnh tật cùng với mọi quyền lực của ma quỷ nào đang áp chế đời sống và thân thể của anh chị em ta. Ta ra lệnh cho tất cả các ngươi phải cút khỏi anh chị em ta. Đi vào nơi vực sâu ngay bây giờ.
Amen. Trước hết chúng ta sẽ công bố sự chữa lành cho những bệnh nhân COVID-19. Nhân danh Chúa Giêsu Christ, ta rủa sả chứng bệnh COVID-19 cùng với những con virus corona ở trong thân thể của anh chị em ta. Ta ra lệnh cho tất cả các ngươi phải khô héo đến tận gốc rễ và biến mất khỏi cơ thể của anh chị em ta cùng với những triệu chứng của các ngươi. Nhân danh Chúa Giêsu Christ, COVID-19 cùng với mọi virus corona trong thân thể anh chị em ta phải tan biến cùng với những triệu chứng bệnh tật của các người. Biến mất, tan biến. Bởi lần roi Chúa Giêsu chịu, anh chị em ta được chữa lành. Amen. Kế đến là những người bị viêm họng. Nhân danh Chúa Giêsu Christ, ta ra lệnh cho cổ họng viêm sưng của anh chị em ta phải xẹp xuống ngay tức khắc. Xẹp xuống ngay tức khắc. Tất cả những sự đau rát, ngứa ngáy, khó chịu ở trong cổ họng của anh chị em ta phải chấm dứt, chấm dứt, chấm dứt, chấm dứt. Bởi lần roi Chúa Giêsu chịu, anh chị em ta được chữa lành. Amen. Kế đến là những người bị tổn thương dây thần kinh số 7, mặt bị méo. Nhân danh Chúa Giêsu Christ, ta ra lệnh cho dây thần kinh số 7 của anh chị em ta phải được chữa lành hoàn toàn ngay bây giờ. Tất cả những sự tổn thương phải chấm dứt. Những sự tổn thương nơi dây thần kinh số 7 phải chấm dứt. Chấm dứt. Những sự tê liệt dây thần kinh số 7 phải chấm dứt. Dây thần kinh số 7 phải được phục hồi, phải khỏe mạnh trở lại, phải hoạt động bình thường trở lại. Và gương mặt của anh chị em ta phải được cân chỉnh trở lại. Cân chỉnh trở lại. Cân chỉnh trở lại. Không còn bị méo mó nữa. Không còn bị đơ nữa. Không còn những cảm giác đau đớn, nhức nhối, khó chịu nữa. Bởi lần roi Chúa Giêsu chịu, anh chị em ta được chữa lành. Amen. Kế đến là những người vết thương lở loét do bị nhiễm trùng. Rồi trên cơ thể của chúng ta, bất cứ chỗ nào có vết thương lở loét do bị nhiễm trùng, thì hãy đặt tay lên. Nhân danh Chúa Giêsu Christ, ta ra lệnh cho những vết thương lở loét do bị nhiễm trùng ở trên cơ thể của anh chị em ta phải được chữa lành hoàn toàn. Nhân danh Chúa Giêsu Christ, ta ra lệnh cho sự nhiễm trùng phải chấm dứt hoàn toàn. Chấm dứt hoàn toàn. Tất cả những vi trùng, vi khuẩn đang gây nên những cái sự lở loét đó phải bị tiêu diệt, bị loại bỏ ra khỏi cơ thể của anh chị em ta. Vết thương của anh chị em ta phải khô một cách nhanh chóng. Khô một cách nhanh chóng. Da thịt liền lạc trở lại một cách bình thường như bao nhiêu con người khỏe mạnh khác. Bởi lần roi Chúa Giêsu chịu, anh chị em ta được chữa lành. Amen. Kế đến là những người phụ nữ bị ung thư ngực di căn. Nhân danh Chúa Giêsu Christ, ta rủa sả chứng ung thư ngực ở trong cơ thể của các chị em ta. Nhân danh Chúa Giêsu Christ, ta ra lệnh cho những khối u của ung thư ở trong ngực của các chị em ta phải khô héo đến tận gốc rễ và tan biến đi. Tan biến đi. Tan biến đi. Nhân danh Chúa Giêsu Christ, ta ra lệnh cho những tế bào ung thư ở trong ngực của các chị em ta phải bị tiêu diệt, bị loại bỏ và được thay thế bằng những tế bào mới, là những tế bào khỏe mạnh được tạo ra bởi quyền năng của Chúa Thánh Linh. Nhân danh Chúa Giêsu Christ, ta ra lệnh cho sự di căn của ung thư ở trong cơ thể của các chị em ta phải chấm dứt ngay tức khắc. Và nếu ung thư đã di căn đến vùng nào, thì ngay tại vùng đó, những khối u của ung thư
phải khô héo đến tận gốc rễ và tan biến. Và những tế bào ung thư ở tại chỗ đó phải bị tiêu diệt, bị loại bỏ và được thay thế bằng những tế bào mới, là những tế bào khỏe mạnh được tạo ra bởi quyền năng của Chúa Thánh Linh. Nhân danh Chúa Giêsu Christ ra lệnh cho những sự nhiễm trùng lở loét ở trong vùng ngực của các chị em ta phải chấm dứt hoàn toàn, những nước mủ ở trong đó phải rút khô đi, tan biến đi, mọi cảm giác đau đớn, nhức nhối, khó chịu ở trong ngực của các chị em ta phải chấm dứt hoàn toàn, tan biến hoàn toàn bởi lần roi Chúa Giêsu chịu, các chị em ta được chữa lành. Amen. Kế đến là những người bị bướu tuyến giáp. Nhân danh Chúa Giêsu Christ, ta rủa xả những khối u, những cục bướu ở nơi tuyến giáp của anh chị em ta phải khô héo đến tận gốc rễ và tan biến đi. Trong danh Chúa Giêsu Christ, ta ra lệnh cho những sự đau đớn, nhức nhối, khó chịu ở nơi tuyến giáp của các anh chị em ta phải tan biến. Bởi lần roi Chúa Giêsu chịu, anh chị em ta được chữa lành. Amen. Kế đến là những người có những u mỡ trong thân thể. Nhân danh Chúa Giêsu Christ, ta ra lệnh cho những cục u mỡ ở trong cơ thể của anh chị em ta phải khô héo đến tận gốc rễ và tan biến đi. Và không được sản sinh ra nữa. Bởi lần roi Chúa Giêsu chịu, anh chị em ta được chữa lành. Amen. Tiếp theo là những người bị đục thủy tinh thể. Nhân danh Chúa Giêsu Christ, ta ra lệnh cho chứng đục thủy tinh thể ở trong mắt của anh chị em ta phải chấm dứt ngay tức khắc. Thủy tinh thể trong mắt của anh chị em ta phải trở nên trong suốt trở lại. Để mắt của anh chị em ta có thể nhìn thấy một cách rõ ràng. Bởi lần roi Chúa Giêsu chịu, anh chị em ta được chữa lành. Amen. Kế đến là những người bị thoái hóa cột sống. Nhân danh Chúa Giêsu Christ, ta ra lệnh cho tất cả những đốt sống, đĩa đệm và dây thần kinh ở trên cột sống của anh chị em ta phải lập tức di chuyển trở về đúng vị trí, kích thước và cấu hình Đức Chúa Trời quy định cho một con người khỏe mạnh. Tất cả hãy di chuyển. Không có một dây thần kinh nào bị chèn ép trên cột sống của anh chị em ta cả. Trong danh Chúa Giêsu Christ, ta ra lệnh cho tình trạng thoái hóa cột sống phải chấm dứt hoàn toàn, những sự đau đớn, nhức nhối, tê bại ở nơi cột sống cũng như một số bộ phận khác ở trên cơ thể của anh chị em ta phải chấm dứt hoàn toàn, máu lưu thông bình thường trở lại. Nếu có những cái gai ở trên cột sống của các anh chị em ta được sản sinh do sự thoái hóa thì những cái gai đó phải rụng và tan biến đi. Bởi lần roi Chúa Giêsu chịu, anh chị em ta được chữa lành. Amen. Tiếp theo là những người mà gân và cơ chân bị yếu. Nhân danh Chúa Giêsu Christ, ta ra lệnh cho những sợi gân cũng như những cơ bắp ở trong đôi chân của anh chị em ta phải được chữa lành hoàn toàn và trở nên mạnh mẽ, hoạt động một cách mạnh mẽ trở lại, không còn bị suy yếu nữa. Gân và cơ ở trong chân của các anh chị em ta phải hoạt động mạnh mẽ trở lại, không còn bị suy yếu nữa. Gân và cơ ở trong chân của anh chị em ta phải hoạt động mạnh mẽ trở lại, không còn bị suy yếu nữa. Bởi lần roi Chúa Giêsu chịu, anh chị em ta được chữa lành. Amen.
Kế đến là những người tay bị run. Mỗi lần đưa tay cầm cái gì đó là tay run lên bần bật. Nhân danh Chúa Giêsu Christ, ta ra lệnh cho cái sự run rẩy ở nơi bàn tay của anh chị em ta phải chấm dứt ngay tức khắc. Chấm dứt ngay tức khắc. Thần kinh của anh chị em ta phải được điều chỉnh trở lại theo cách mà anh chị em ta có thể cầm nắm các vật thể một cách bình thường như bao nhiêu con người khỏe mạnh khác mà tay không hề run rẩy. Trong danh Chúa Giêsu Christ, tất cả những cái yếu tố dẫn đến sự run rẩy nơi bàn tay của anh chị em ta phải được điều chỉnh trở lại. Điều chỉnh trở lại. Trong danh Chúa Giêsu Christ, tình trạng run rẩy nơi bàn tay của anh chị em ta phải chấm dứt hoàn toàn. Chấm dứt hoàn toàn. Chấm dứt hoàn toàn. Bởi lằn roi Chúa Giêsu chịu, anh chị em ta được chữa lành. Amen. Kế đến là những người bị nhược cơ và bị bại liệt. Nhân danh Chúa Giêsu Christ, ta ra lệnh cho tất cả những bất ổn, những sự trục trặc, những sự tổn thương ở trên não bộ của các anh chị em ta phải chấm dứt ngay tức khắc. Chấm dứt ngay tức khắc. Não bộ của anh chị em ta phải được chữa lành hoàn toàn và trung khu thần kinh của anh chị em ta phải trở nên khỏe mạnh, phát ra những tín hiệu hoạt động tốt lành cho toàn bộ thân thể, đặc biệt là cho tứ chi của anh chị em ta và cho các cơ bắp của họ. Trong danh Chúa Giêsu Christ, ta ra lệnh cho tình trạng nhược cơ trong cơ thể anh chị em ta phải chấm dứt ngay tức khắc. Các cơ bắp của anh chị em ta phải trở nên mạnh mẽ, không còn bị suy nhược nữa. Và tứ chi của anh chị em ta phải có sức mạnh trở lại, có sức sống trở lại, không còn bị bại liệt nữa. Phải sống động trở lại, không còn bị bại liệt nữa. Tay của anh chị em ta có thể cầm nắm bình thường trở lại, giơ cao một cách bình thường, hoạt động bình thường. Và đôi chân của anh chị em ta có thể đứng lên và có thể bước đi, thậm chí vừa đi, vừa nhảy, vừa ngợi khen Đức Chúa Trời. Trong danh Chúa Giêsu Christ, ta công bố tình trạng nhược cơ trong cơ thể anh chị em ta chấm dứt, tình trạng bại liệt chấm dứt, chấm dứt. Bởi lằn roi Chúa Giêsu chịu, anh chị em ta được chữa lành. Amen. Kế đến là những người bị ra mồ hôi tay chân. Tức là cái trong lòng bàn tay và lòng bàn chân của chúng ta thường xuyên có mồ hôi. Những người đó khi mà đứng ở trên cái nền nhà với chân trần thì một chút xíu thôi thấy ướt ở cái chỗ cái nền nhà đó, hoặc là cái tay nắm lại mồ hôi thì thấy nó ướt nhẹp. Đó là một cái sự bất thường, đó là một thứ bệnh tật và chúng ta cần phải được chữa lành. Nhân danh Chúa Giêsu Christ, ta ra lệnh cho chứng ra mồ hôi tay chân ở trong cơ thể của anh chị em ta phải chấm dứt ngay tức khắc. Tuyến mồ hôi của anh chị em ta phải được điều tiết trở lại như của một con người khỏe mạnh. Và từ nay về sau, khi anh chị em ta cầm nắm tay lại, sẽ không còn ra mồ hôi ướt đẫm ở trong lòng bàn tay nữa. Và khi anh chị em ta đứng với chân trần ở trên nền nhà thì sẽ không còn bị ra mồ hôi ướt nền nhà nữa. Trong danh Chúa Jesus Christ, tuyến mồ hôi của anh chị em ta phải được điều tiết trở lại và tình trạng ra mồ hôi tay chân bất thường đó phải chấm dứt hoàn toàn. Tay chân của anh chị em ta phải trở nên khô ráo như những con người khỏe mạnh bình thường. Bởi lằn roi Chúa Giêsu chịu, anh chị em ta được chữa lành. Amen. Tiếp theo là những người bị sỏi thận, bị suy thận. Nhân danh Chúa Giêsu Christ, ta ra lệnh cho những viên sạn, những viên sỏi ở trong thận của anh chị em ta phải vỡ nát và tan biến đi. Tan biến đi. Vỡ nát và tan biến đi. Hoặc là theo đường tiểu mà đi ra ngoài hết. Và những cái cặn bã đóng ở trong thận cũng phải bị trục xuất ra bên ngoài hết. Và nhân danh Chúa Giêsu Christ, ra lệnh cho những sự suy yếu ở trong thận của anh chị em ta phải chấm dứt hoàn toàn. Thận của anh chị em ta phải hoạt động một cách mạnh mẽ trở lại. Các cơ năng và chức năng của thận phải được phục hồi trở lại. Phải hoạt động bình thường, hoạt động khỏe mạnh trở lại. Bởi lằn roi Chúa Giêsu chịu, anh chị em ta được chữa lành. Amen. Kế đến là những người bị rụng tóc nhiều, rụng tóc một cách bất thường, rụng nhiều và rụng thường xuyên. Nếu những người đó bị lo lắng, ưu tư nhiều quá thì cần phải giải quyết nhé.
hãy khước từ tất cả những sự ưu tư lo lắng, hãy tin cậy nơi Đức Chúa Trời, tiếp nhận sự bình an của Ngài nha. Có một số người có thể là không vì ưu tư lo lắng nhưng mà vì một nguyên nhân nào khác, tôi xin thưa với tất cả anh chị em rằng vì bất cứ nguyên nhân nào, hãy tin rằng Chúa có quyền chữa lành cho chúng ta. Hãy vững tin nơi Ngài. Hallelujah. Nhân danh Chúa Giêsu Christ, ta ra lệnh cho chứng rụng tóc ở trong cơ thể của anh chị em ta phải chấm dứt hoàn toàn ngay bây giờ. Nhân danh Chúa Giêsu Christ, ta ra lệnh cho tóc của anh chị em ta phải mọc một cách vững chắc ở trên da đầu của họ. Và tóc của họ sẽ không còn dễ dàng bị rụng nữa. Tóc của họ sẽ mọc thật là khỏe. Đặc biệt là những người phụ nữ, tóc sẽ mọc khỏe, mọc dài ra và đen bóng. Tóc phải mọc ra đúng như là cái màu vốn có của nó, là màu mà Đức Chúa Trời ban cho, và mọc ra một cách khỏe mạnh. Khỏe mạnh. Trong danh Chúa Jesus Christ, những cái bệnh tật ở nơi da đầu của các anh chị em ta phải chấm dứt hoàn toàn. Chấm dứt hoàn toàn. Và nếu như có những cái sự lo lắng, bất an, sợ hãi nào trong lòng của anh chị em ta thì tất cả những điều đó phải nhanh chóng tan biến đi. Tan biến đi. Những linh của những sự lo lắng, sợ hãi phải cút khỏi anh chị em ta. Đi vào nơi vực sâu ngay bây giờ. Bởi lần roi Chúa Giêsu chịu, anh chị em ta được chữa lành. Amen. Kế đến là những người bị nám da. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến nám da. Và có nhiều người phụ nữ đã sẵn sàng bỏ ra rất là nhiều tiền để trị nám da, nhưng mà cũng không hết được. Tại sao chúng ta không đạt đức tin nơi Đức Chúa Trời? Bất cứ một cái thứ trục trặc bệnh tật nào trong cơ thể của chúng ta, Chúa cũng có quyền để chữa khỏi. Cho nên hãy đặt đức tin nơi Ngài thì chúng ta sẽ không thất vọng đâu. Nhân danh Chúa Giêsu Christ, ta ra lệnh cho chứng nám da ở trên cơ thể anh chị em ta phải chấm dứt ngay tức khắc, đặc biệt là trên gương mặt của những người phụ nữ. Trong danh Chúa Giêsu Christ, ta ra lệnh cho hiện tượng nám da phải chấm dứt một cách nhanh chóng. Chấm dứt hoàn toàn. Chấm dứt hoàn toàn. Chấm dứt hoàn toàn. Da của anh chị em ta phải trở nên đẹp, trở nên mịn màng. Da của anh chị em ta phải thể hiện được cái sức khỏe mà Đức Chúa Trời ban cho. Trong danh Chúa Jesus Christ, tất cả những cái gì bệnh tật, những gì bất thường ở trên da của anh chị em ta phải tan biến. Tan biến. Tan biến. Tan biến. Bởi lần roi Chúa Giêsu chịu, anh chị em ta được chữa lành. Và cuối cùng là những người bị táo bón kinh niên. Trước hết thì tôi nhắc nhở những người đó thì cần phải coi lại cái nếp sống của mình. Có một số người đã có một cái nếp sống không có quân bình, không có hợp lý. Có thể là chúng ta thường ăn những cái thức ăn mà nó dễ gây ra cái tình trạng táo bón trong một cái thời gian dài, hoặc là có thể chúng ta cứ ham công tiếc việc, chúng ta cứ làm, khi mà chúng ta cần đi đại tiện thì chúng ta không chịu đi, chúng ta cứ cố nén lại. Có nhiều cái yếu tố như vậy cứ kéo dài thì sau này nó làm cho chúng ta rơi vào trong cái tình trạng táo bón. Và nếu mà không có được chữa lành thì nó sẽ trở thành táo bón kinh niên. Thì chúng ta cần phải điều chỉnh lại cái đời sống mình. Trước hết phải điều chỉnh lại đời sống mình. Và đương nhiên có những cái yếu tố khác, có những nguyên nhân khác nữa. Dù đó là nguyên nhân gì đi nữa, hãy tin rằng Đức Chúa Trời có quyền để chữa lành mọi bệnh tật, trong đó có chứng bệnh táo bón kinh niên. Và chúng ta cần phải căm ghét chứng bệnh đó. Chúng ta không thể chấp nhận nó nữa. Và chắc chắn khi chúng ta hết lòng tìm kiếm Chúa và công bố lời của Chúa trong đức tin thì chúng ta sẽ được chữa lành. Nhân danh Chúa Giêsu Christ, ta ra lệnh cho chứng táo bón kinh niên ở trong cơ thể anh chị em ta phải chấm dứt ngay tức khắc. Chấm dứt ngay tức khắc. Chấm dứt ngay tức khắc. Cơ thể của anh chị em ta phải được điều chỉnh trở lại, đặc biệt là hệ thống đường ruột phải được điều chỉnh trở lại theo cách mà anh chị em ta không còn bị táo bón nữa. Không còn bị táo bón nữa. Trong danh Chúa Jesus Christ, nhu động ruột phải gia tăng hoạt động.
trong danh Chúa Giêsu Christ. Nhu động ruột ở trong cơ thể anh chị em ta phải trở nên mạnh mẽ, và tình trạng táo bón kinh niên phải chấm dứt hoàn toàn, chấm dứt hoàn toàn bởi lần roi Chúa Giêsu chịu, anh chị em ta được chữa lành. Amen. Bây giờ tôi gửi đến anh chị em một số thông báo cần thiết. Anh chị em nào muốn được công bố sự giải cứu và chữa lành ở trong buổi tối thứ tư tuần sau thì có thể đăng ký từ bây giờ cho đến trước thứ tư tuần sau trong tin nhắn Facebook Phạm Thiên Ân. Anh chị em đăng ký theo mẫu sau: thứ nhất, cung cấp họ tên; thứ hai, năm sinh; thứ ba, thành phố đang cư ngụ; và cuối cùng, nêu rõ những bệnh tật hoặc là những triệu chứng của bệnh tật ở trong cơ thể của mình. Bệnh nhân nào chưa lành hẳn thì nên nghe đi nghe lại những bài giảng mà chúng tôi đã gửi. Đồng thời lên YouTube share video công bố giải cứu chữa lành về xem tiếp. Bệnh nhân đăng ký chương trình ngày nào thì share video ngày đó để xem lại và đặt tay công bố theo cho đến khi được chữa lành, được tự do hoàn toàn. Trong phần mô tả của mỗi video chủ đề này có ghi rõ những loại bệnh hoặc trường hợp cần giải cứu. Các bệnh nhân có thể xem phần mô tả này để chọn video liên quan đến tình trạng bệnh tật của mình. Để tiện theo dõi các video mới nhất của chúng tôi, anh chị em nên đăng ký kênh, nghĩa là subscribe, và nhấn vào hình cái chuông. Khi anh chị em nhấn vào hình cái chuông đó thì mỗi lần chúng tôi upload lên một video mới thì YouTube sẽ gửi thông báo cho anh chị em. Và anh chị em cần phải có tài khoản Gmail hay là Gmail thì mới đăng ký được. Cái kênh YouTube của chúng tôi là Phạm Thiên Ân HTS, tiếng Anh là ATS. Và những anh chị em nào muốn xem livestream chương trình thờ phượng của Hội Thánh HTS vào mỗi buổi chiều Chủ nhật từ 4 giờ thì hãy vào và kết bạn với Facebook của Hội Thánh chúng tôi. Facebook của Hội Thánh chúng tôi có tên là Heal to Save Church. Và thỉnh thoảng chúng tôi cũng có livestream chương trình thờ phượng của Hội Thánh ở trên Facebook riêng của tôi. Trong trường hợp đó thì tôi luôn có thông báo ở trên Facebook của tôi. Cho nên nếu anh chị em đọc thấy thông báo ở trên tài khoản nào thì có nghĩa là chúng tôi sẽ livestream ở trên tài khoản Facebook đó. Anh chị em lưu ý. Cảm ơn Chúa. Hallelujah.